Có lẽ khi bạn bấm vào tiêu đề này, bạn đang hy vọng tìm ra một giải pháp, một thần dược kỳ diệu để có thể làm nhiều việc hơn trong một ngày. Thì ôi bạn ơi, bạn đến đúng nơi rồi đấy. Hôm nay chúng ta sẽ được tác giả Simplified Self-Improvement mang tới một bài viết có tên Phương pháp đơn giản nhất để x5 năng suất một ngày của bạn. Theo cam đoan của tác giả thì đến cuối video này bạn chỉ cần nhớ một điều duy nhất cần làm với bản thân bạn ngay thôi. Thì sáng ra bạn sẽ ít nhất trải nghiệm được một buổi sáng năng suất. Xa hơn thì là một ngày năng suất nhất mà bạn trải nghiệm. Vậy thì điều thần kỳ đó rốt cuộc là gì? Hãy xem đến cuối video nhé. Mình là Khánh Linh. Bắt đầu video nào. Điền nguyện vọng khối ngành gì, chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp người trong môn nghề mang đến nội dung và giáo diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Nâng cao hiệu suất của một ngày làm việc thì có rất nhiều giải pháp như liệt kê những việc cần làm trước khi làm việc, deep work, ma trận quản lý thời gian, Eisenhower, vân vân. Theo trải nghiệm của mình thì không ít người dùng những phương pháp này để làm việc hiệu quả đều rơi rụng gần hết. Có thể là họ thấy phương pháp ấy không hiệu quả, có thể là họ thấy nó quá khó để duy trì trong một thời gian dài. Nhưng điểm chung có lẽ là họ đã bỏ qua nền tảng để có một ngày làm việc hiệu quả. Những phương pháp này phần nào giúp các bạn tăng chút ít hiệu suất, nhưng sẽ vô dụng nếu như không có cái nền tảng mà mình chuẩn bị nói. Mình biết các bạn đang rất nóng lòng, mình cũng xin tiết lộ luôn, đó là ngủ. Đúng vậy, không hề có phương pháp nào phức tạp với những cái tên hoa mỹ được đặt ra bởi tác giả bestseller nào cả. Ngủ mới chính là cách để bạn x5 hiệu suất một ngày và x10 chất lượng cuộc sống của bạn. Và xin các bạn hãy tin tưởng mình không hề dùng lối viết phóng đại nhé. Những bạn bấm vào video này, có thể bạn là một người làm việc chăm chỉ hoặc ít nhất là bạn nghĩ thế. Cần nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc, phát triển bản thân, duy trì lối sống điều độ cùng lúc hoặc chỉ đơn giản là bạn hy vọng sẽ nâng cao chất lượng đầu ra trong công việc và học tập. Có thể là bạn sẽ hơi thất vọng khi xem đến đây, nhưng mà cho dù thế nào, từ đầu bài viết đến giờ mình không hề lừa bạn nhé, cũng như không cố gắng đặt tiêu đề clickbait. Vì tình yêu thương khán giả vô bờ bến của mình hứa nếu bạn làm theo những điều mình nói, những kết quả tích cực sẽ đến với bạn. Và những điều ấy là 1. Sai lầm trong hiểu biết của bạn là sự nông cạn của thông tin quần chúng về giấc ngủ. Có lẽ bạn đã ít nhất một lần đã đọc và xem qua những bài báo, tạp chí, video nói rằng bạn nên ngủ đủ 8 tiếng hoặc ít nhất 7 tiếng một ngày. Nhưng hỡi ôi, cái mà mấy tên nhà báo online người Việt có bao giờ viết về sức khỏe người đọc đâu. Lo chạy KPI chết đi chứ ở đó mà khuyên độc giả ngủ đủ. Ngay chính họ còn chẳng ngủ đủ nữa là. Vào mỗi buổi tối, bạn tắt điện thoại, đặt báo thức cho sáng ngày hôm sau, đồng hồ đếm ngược 7 tiếng. Chà, 7 tiếng cũng đủ mà. Bạn yên tâm gói điện thoại dưới gối ngủ, rồi không biết rằng bạn vẫn thiếu ngủ như thường. Chính sai lầm này khiến bạn nợ ngủ từ hồi ôn thi đại học đến lúc đi làm chưa bao giờ được trả. Thảm hơn, nhiều người còn thức đến 2 giờ sáng để làm những chuyện không đâu, nợ càng nhiều. Điều quan trọng ở đây là bạn phải phân biệt được thời gian nằm ở trên giường và thời gian bạn thật sự ngủ. Khi bạn ngủ, bạn có thật sự ngủ không? Chắc chắn bạn phải mất một khoảng thời gian để thao thức, để suy nghĩ trôi mông lung trong lúc tập trung đi vào giấc ngủ, đúng không? Và khi thức giấc, một vài, nếu không muốn nói là số đông, việc đầu tiên họ làm là xem điện thoại. Không phải là một cốc nước vào buổi sáng, không phải là một buổi tập thể dục nho nhỏ để kích thích điều hòa cơ thể, cũng không phải là một cái vươn vai vào buổi sáng luôn. Vậy nên, ta có một công thức để tính số giờ bạn ngủ rất đơn giản. Thời gian trên giường trừ thời gian để đi vào giấc ngủ trừ thời gian để ra khỏi giường bằng thời gian ngủ. Từ đó, ta có công thức tính được độ hiệu quả của giấc ngủ. Độ hiệu quả của giấc ngủ bằng thời gian ngủ chia cho thời gian ở trên giường. Độ hiệu quả của giấc ngủ mới là thứ phản ánh được sự khác biệt giữa thời gian bạn dành ở trên giường và thời gian bạn thật sự ngủ. Trong một cuộc khảo sát, trung bình một người Mỹ sẽ có độ hiệu quả của giấc ngủ khoảng 74,2%, khá là thấp. Đối với mình thì là quá thấp. Theo báo cáo, những người đạt mức trung bình 74,2% này sẽ chịu đựng việc thiếu ngủ, ngủ không vào giấc
hoặc sự phiền toái từ chuông báo thức. Thông thường thì mình đảm bảo con số này ở trên mức 90%. Nhiều người có thể sẽ ít nhiều hoài nghi con số này, nhưng mà bạn yên tâm, bạn và mình đều có thể làm được. 2. Vậy làm sao để thực sự sửa chữa giấc ngủ của bạn? Rất đơn giản, ngủ sớm hơn. Cụ thể, mình muốn bạn ngủ lúc 9 giờ 30 phút. Đúng, 9 giờ 30 phút. Bạn đã phải hoàn thành việc đánh răng, rửa mặt, đọc sách v.v. trước khi lên giường. 9 giờ 30 phút sẽ là lúc bạn ở ngay ngắn trên giường chứ không phải là tắt laptop đi rồi lục đục đi đánh răng nhá. Cho nên bạn phải trừ hao ra. Cụ thể là 9 giờ bạn nên dừng hết mọi thứ bạn làm và chuẩn bị cho giờ ngủ linh thiêng của bạn. Dù bất kỳ lý do gì, chính đáng hay không chính đáng, bạn cần dừng lại. Vì giấc ngủ, sức khỏe và hiệu suất của bạn ngày hôm sau mới là thứ quan trọng hơn việc cố làm hay là lướt Facebook thêm một tiếng. Thói quen dù lành mạnh như đọc sách và nghe nhạc trước khi ngủ buổi tối cũng nên bỏ nếu nó làm thời gian ngủ của bạn ngắn lại. Nếu bạn muốn thỏa mãn cả hai phía thì tốt nhất bạn nên sắp xếp thời gian đọc sách lùi lại, bạn cũng không cần đặt báo thức làm gì. Việc ngủ từ 9 giờ 30 phút sẽ cho phép bạn trả đủ nợ ngủ của những ngày hôm trước. Không những thế, nó loại bỏ cái tiếng ồn oanh tạc ta mỗi buổi sáng, bởi vì ta sẽ tỉnh dậy tự nhiên vào buổi sáng. Và bạn cũng đừng lo đến việc trễ hẹn hay trễ giờ làm. Nếu bạn dậy tự nhiên vào lúc 6 giờ 30 chẳng hạn, bạn sẽ có hơn 8 tiếng ngủ. Và đây chính xác là 8 tiếng bạn thực sự ngủ, nên bạn không lo con thiếu ngủ sẽ làm hỏng mọi việc của chúng ta ở đây. Sau khi dậy, có thể bạn sẽ thấy hơi mệt mỏi một chút, nhưng điều đó là điều bình thường. Bạn chỉ thực sự cảm thấy được sự ảnh hưởng của việc ngủ sớm khi bạn ra ngoài đường, khi bạn lái xe, khi bạn làm việc. Tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt ngay sau một đêm. Tuy nhiên, đơn giản không có nghĩa là dễ, bạn phải vượt qua được cơn nghiện. Dù là nghiện làm, nghiện đọc sách hay nghiện game, nghiện mạng xã hội, để bước một bước vào cánh cửa để đến với cuộc sống hạnh phúc hơn. Chúng ta sống trong một thế giới mà chúng ta không làm chủ cuộc đời của mình quá lâu rồi. Khi bạn sử dụng mạng xã hội, bạn không thể dừng lại được dù muốn. Một số người thuộc nhóm này thể nào cũng sẽ phản biện, không phải nói là cãi cùn mới đúng. Nhưng mà tôi cảm thấy thoải mái hơn về đêm, việc xem điện thoại là hình thức khiến tôi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Thành thật nhá, não bộ không hề nghỉ ngơi khi bạn chơi game, xem điện thoại hay là đắm chìm vào mạng xã hội đâu. Não chỉ nghỉ ngơi khi ta được ngủ mà thôi. Nhớ nhá, miễn là khi nào chúng ta còn thức, não bộ của chúng ta không hề được nghỉ ngơi. Nếu như lời bao biện của họ là đúng nhá, bạn thử nhìn cuộc đời họ mà xem. Ốm yếu, thiếu sức sống, tối thì hết mạng xã hội rồi xem đến những nội dung không lành mạnh, điểm số kém, lạc lõng, không biết cuộc đời trôi về đâu. Đến đây thì mình muốn bạn thành thật, có lẽ với các bạn đọc, có thể sẽ cảm thấy hơi lạc khỏi những gì mà chúng ta đang bàn. Nhưng bạn hãy tự xem lại những vấn đề còn tồn đọng trong cuộc sống của bạn. Sức khỏe kém, cảm thấy kiệt quệ mỗi khi học tập và lao động, đó là những gì đang ngăn bạn khỏi những thành công mà bạn muốn đạt được, khỏi cuộc sống mà bạn hằng ao ước. Mình muốn bạn nghiêm khắc với bản thân hơn. Đương nhiên, khi bắt đầu thì lúc nào cũng khó, nên hãy bắt đầu bằng một cách thật gay gắt. Sau đó bạn có thể sẽ không còn dính với khung giờ này. Bạn phải thực sự cứng đầu với phát triển của bản thân, cứng đầu với những sự thay đổi lành mạnh trong cuộc sống của bạn. Khi bạn phát hiện ra mình đang xem điện thoại vào lúc 11 giờ tối, bạn hãy bỏ điện thoại ra. Nếu không được, thì mai phải làm được. Mai không làm được, thì tối mốt rồi làm. Đương nhiên mình không bảo các bạn trì hoãn việc bắt đầu thói quen ngủ sớm, nhưng mình cần bạn mỗi tối khiến việc cầm điện thoại và thức khuya trở nên khó khăn hơn. Con quỷ trong bạn sẽ cảm thấy ngán ngẩm và yếu dần với một ý chí được bạn mài sắc và mạnh mẽ qua từng ngày. 3. Một số mẹo để dễ ngủ hơn. Sau khi nói về chuyện ý chí, mình tặng cho bạn một số mẹo để khiến việc vào giấc ngủ dễ dàng hơn nhé. 1. Tắt và giấu điện thoại đi vào lúc chiều. Buổi chiều ngay khi về từ trường hay từ nơi làm việc, bạn nên cất điện thoại vào một nơi kín trong ba lô, càng kín càng tốt. Tốt nhất là không để nó hiện diện trong tầm mắt của bạn cho đến sáng hôm sau. Một số bạn độc giả có thể nói rằng mẹo này hơi quá, nhưng nếu đã hiểu rõ sự phá hoại thời gian và giấc ngủ của điện thoại, phần nào trong bạn sẽ đồng tình là đôi khi không có cái điện thoại là tốt nhất cho chúng ta. 2. Thay thế bằng những hoạt động buổi tối hữu ích, nhưng mà ít thôi.
Nếu bạn có thói quen hay xem điện thoại vào buổi tối, thì bạn có thể đặt một cuốn sách để đọc thay thế nếu cảm thấy trống trải. Đặt mục tiêu rõ ràng là mình chỉ đọc một trang thôi. Hãy cẩn thận, cơn nghiện mạng xã hội của bạn sẽ khiến bạn đọc ngấu nghiến cuốn sách mà quên luôn giờ ngủ. Ấy vậy thì đi tong công sức của bạn chuẩn bị từ lúc chiều rồi. Bạn cũng có thể thay đọc sách với nói chuyện với bạn Phong, nghe nhạc, đi dạo. Nhưng đừng làm tất cả cùng một buổi tối, vì nó làm ta sao lãng khỏi giờ giấc ngủ linh thiêng của bản thân mình. Cũng đừng lấy lý do là bạn đang có thói quen lành mạnh khác vào buổi tối để bỏ quên trì hoãn giấc ngủ của bạn nhé. 3. Vận động vào buổi chiều. Vận động vào buổi chiều sẽ khiến bạn mệt mỏi, càng có động lực để bạn ngủ sớm hơn. Có khi bạn lại vứt phăng cái cuốn sách trên giường chỉ để đi ngủ mà thôi ấy chứ. 4. Tránh cồn. Điều này khá tranh cãi vì một số bạn sẽ nói rượu bia vào thì dễ ngủ hơn. Mình công nhận rằng nó phần nào đúng, nhưng để đánh đổi sức khỏe cộng với việc bạn phải hứng chịu hậu quả vào sáng hôm sau thì mình khuyên là không nên. 5. Ăn thật no. Không khuyến khích những bạn nữ có mục tiêu giảm cân, nhưng đối với các bạn nam có thói quen tập gym thì mình khuyên các bạn nên ăn thật no để tăng cân và xây dựng cơ bắp. Hơn nữa, cảm giác nó sẽ khiến bạn buồn ngủ hơn. Việc ăn đầy đủ và ngủ sớm sau đó cũng sẽ khiến những giờ tập luyện đầy khổ luyện có kết quả tốt hơn. Các công cụ này chỉ hỗ trợ cho bạn việc và giấc ngủ dễ hơn mà thôi. Phần lớn vẫn do bạn tự quản bản thân. Mình không thể đến tận nhà bạn để bảo bạn là nên ngủ sớm được, mặc dù mình cũng muốn đấy. Nên là phải tự lực nhé. Và mình tin rằng các bạn độc giả đang đọc bài viết này sẽ làm được. 4. Tận dụng khoảng thời gian dậy sớm. Một số bạn sẽ hỏi là: vậy thì tôi dậy sớm xong rồi thì làm gì ông ấy? Đương nhiên, vì mới bắt đầu một thói quen mới, bạn sẽ thấy bỡ ngỡ. Khi bạn lỡ dậy trước 6 giờ như mình đã dự tính, thì sau đây là một số hoạt động bạn có thể thử nhé. Đầu tiên là chạy bộ. Bạn có thể thay đồ và xách giày đi chạy bộ. Trải nghiệm cảm giác dậy sớm chạy bộ sẽ khiến bạn nhận ra nhiều điều nhỏ nhặt nhưng hạnh phúc trong cuộc sống, ngoài việc kích thích hệ tuần hoàn bên trong con người. Một điều nữa, nếu bạn chạy qua cây hay cỏ, mình muốn bạn chạm vào các tán lá. Khi còn nhỏ, ta hay đập mạnh vào tán lá khi đang chạy ngang một cái cây và cảm thấy cực kỳ sung sướng. Đã bao lâu rồi bạn không thử làm vậy? Hay đúng hơn, lần cuối bạn đụng vào cây cỏ là khi nào? Nhân cơ hội chạy ngang một cái cây hoặc cỏ, bạn thử giang tay ra chạm vào nó xem. Mình biết là nghe hơi lố bịch đấy, nhưng mà bạn hãy mạnh dạn thử mà xem, rồi chắc chắn bạn sẽ cười đấy, dám cá với mình không? Dù bạn có cười vì thật sự trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống, hay bạn cười rồi thầm chửi rủa người viết, thằng chó này mày lừa bố mày, vì bạn đã mắc bẫy, thì mình và bạn đều đạt được mục đích đúng không nào? Hoàn thành trước một số việc trước khi bắt đầu ngày mới. Giờ bạn có thể hoàn thành những việc mà tối qua bạn muốn làm, hoặc đơn giản là bạn muốn hoàn thành trước một vài đầu việc để ngày hôm đó thoải mái hơn. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi thời gian có thể trôi qua rất nhanh hoặc rất chậm trong lúc đó. Tắm. Việc tắm nước lạnh vào buổi sáng khiến chúng ta tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, bạn không cần phải quá hardcore đến thế. Chỉ cần tắm vào buổi sáng thôi, bạn cũng sẽ cảm thấy mình có một buổi sáng thật tuyệt vời khi làm được nhiều thứ, đặc biệt là ngay sau khi vừa chạy bộ. Việc tắm còn liên quan đến hiệu ứng tâm lý shower up effect, khiến cho não bộ nghĩ rằng ta đã sẵn sàng với mọi thử thách ngày mới. Những hoạt động trên sẽ tạo đà để bạn tiếp tục công phá những khó khăn của cuộc sống vào ngày mới, giải quyết những công việc trong giờ làm hay học tập năng suất hơn. Nếu bạn dậy đúng 6 giờ 30 sáng, thì bạn cứ đánh răng rửa mặt và ăn sáng như thường, 1 tiếng 30 phút trước giờ học và giờ làm là vừa đủ để bạn đến nơi đúng giờ mà không muộn. Tạm kết. Xin cảm ơn bạn vì đã đọc đến dòng văn này. Bạn đã không giống những người khác, cảm thấy bị dội ngược khi bị chỉ trích, rồi thoát ra, chấp nhận lối sống độc hại. Bạn thật sự khác biệt với phần đông, những người hy sinh sức khỏe, thời gian, sự nghiệp tương lai của mình cho những thứ vô bổ. Điều quan trọng là trước khi muốn tăng hiệu quả công việc bằng bất kỳ kỹ thuật hay phương pháp cao siêu nào đi chăng nữa, bạn phải ngủ đủ, đó là điều bắt buộc. Và cũng đừng tranh cãi hay thương lượng với mình về thời gian ngủ cho bạn. Đó là cái khi bản ngã của bạn phải giật bắn dậy, phản ứng ngay khi bị yêu cầu phải ngủ 9 tiếng. Nếu như nó đúng, thì bạn đâu có gặp rắc rối về sức khỏe như bây giờ đâu, đúng không nào? Nên nhớ, mệt mỏi chỉ là hệ quả nhỏ nhất mà bạn đang phải đối mặt với thiếu ngủ. Hãy tin mình, kẻ thù lớn nhất của bạn chính là bản thân bạn.
chính bạn đang chọc gậy vào cái bánh xe sức khỏe và sự nghiệp của bạn đấy. Ngay tối nay, hãy cất điện thoại của bạn và đi ngủ sớm, áp dụng những gì bạn đã đọc được trong bài viết này. Mình hứa, chỉ sau 3 tuần, bạn sẽ không muốn trở lại với lối sống về đêm như cũ nữa. Nếu như bạn đã kiên trì 3 tuần mà không nhận được kết quả khả quan, thì bạn cứ tiếp tục lối sống trước kia, vì không phải ai cũng như ai mà. Quan trọng là bạn phải được trải nghiệm cảm giác dậy sớm nó như thế nào, rồi so sánh với việc thức khuya. Nhiều người sẽ ngộ nhận mình là cú đêm vì họ sống buông thả với bản thân, hoặc họ chưa trải nghiệm cảm giác sảng khoái khi thức dậy sớm vào buổi sáng. Vừa rồi là bài viết Phương pháp đơn giản nhất để x5 năng suất của bạn của tác giả Simplified Self-Improvement đăng trên Spiderum. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy thích những nội dung như trên, hãy like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!